Người bố vì muốn theo dõi con gái mình nên đã gỡ luôn cánh cửa phòng con gái ra. Người mẹ đứng bên cạnh không những không ngăn cản, ngược lại còn cho rằng chồng mình làm vậy rất đúng đắn. Cả hai người họ không hề nghĩ đến cảm nhận của con gái. Đến tối, cô con gái càng nghĩ càng tức, khiến cô có cố thế nào cũng không ngủ được. Khi cô bé mở mắt ra, trong mắt của cô đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ kỳ lạ. Giữa không trung bỗng dưng xuất hiện một ngọn lửa đang lan rộng ra. Nó lan thẳng từ phòng của cô sang phòng của bố mẹ. Chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bén lên trên giường. Lúc này cô con gái mới nhận ra là mình đã gây họa. Cô đẩy cửa phòng ra, nhìn thấy bố mẹ đang ngồi cuộn tròn trên giường sợ hãi run rẩy, nhưng họ vẫn luôn miệng hét lên bảo con gái mau chóng chạy đi. Ngọn lửa càng ngày càng lớn, cô con gái muốn xông vào trong cứu bố mẹ. Cô không ngờ rằng mình cũng bị mắc kẹt trong biển lửa. Sau khi cả nhà cô được cứu khỏi vụ hỏa hoạn, cô bé cũng vì chuyện này mà nhập học tại một ngôi trường đặc biệt. Hơn nữa, cô còn được hiệu trưởng đích thân đưa giấy mời nhập học, nhưng ngoài lý do đó hiệu trưởng không giải thích thêm bất cứ điều gì. Rất nhanh đã đến ngày kiểm tra thiên phú của học sinh mới nhập học. Cô gái này tên là Terra đứng trước chậu hóa phép giơ tay ra, không lâu sau trong chậu những cái cây nhanh chóng mọc lên. Có vẻ như khả năng của cô là điều khiển các loài thực vật. Cô gái da đen Aisa này là người có thể điều khiển tất cả mọi thứ có nước, cô có thể lập tức hút sạch máu trong cơ thể người, khả năng chiến đấu không thua kém gì Terra. Còn cô gái buộc tóc hai bên này là Musa, cô có thể cảm nhận được cảm xúc của người khác. Mặc dù lúc này hai tay cô đang ôm lấy không khí, nhưng ánh mắt của cô lại toát ra một màu tím quỷ dị, dường như cô có thể cảm ứng được tất cả suy nghĩ của mọi người xung quanh. Còn cô gái có nụ cười xấu xa này là người mạnh nhất trong các cô gái, cô tên là Beatrix, cô có thể lấy ra sấm sét từ trong không khí. Người cuối cùng kiểm tra chính là Bloom, cô là học sinh đặc biệt do hiệu trưởng lựa chọn. Thực ra đến lúc này cô vẫn chưa biết năng lực của mình là gì, nhưng chỉ cần cô tức giận thì xung quanh sẽ xuất hiện rất nhiều lửa. Bài kiểm tra bắt đầu, hiệu trưởng dặn cô đừng quá căng thẳng. Bloom tập trung hết sức, nhưng cho dù cô cố gắng thế nào trong chậu hóa phép vẫn không có phản ứng. Các bạn ở xung quanh đều cho rằng cô đang làm trò cười. Bạn cùng phòng nhanh chóng nhắc nhở cô hãy nhớ về bố mẹ. Nhưng mọi người không biết rằng, phép thuật của bọn họ có thể sử dụng dựa trên những cảm xúc tốt đẹp. Còn phép thuật của Bloom chỉ được sinh ra khi cô tức giận. Cuối cùng, bài kiểm tra của cô kết thúc một cách qua loa, đại khái trong tiếng cười nhạo của bạn bè. Sau khi kết thúc kiểm tra thì Bloom không cam tâm, vậy nên cô nhân lúc xung quanh không có ai tự mình luyện tập phép thuật. Cô rút điện thoại ra, nhìn vào những tấm hình khiến cô tức giận. Nếu như bố mẹ không gỡ cửa phòng của cô ra, thì cô đâu gặp phải chuyện như thế này. Nghĩ một hồi, bỗng nhiên trong tay cô xuất hiện một ngọn lửa nhỏ. Thấy vậy cô vui vẻ bật cười vì đã tìm được cách để sử dụng phép thuật. Sau đó cô nhìn chằm chằm vào bàn tay còn lại, lập tức bàn tay kia cũng bốc lửa. Cô vui mừng đến mức không có lời nào có thể miêu tả được. Cố gắng thêm chút nữa, ngọn lửa ở hai tay cô lập tức cháy cao lên nửa mét. Nhưng cô quên mất rằng mình không biết cách ngừng sử dụng phép thuật, lửa trên tay cô làm thế nào cũng không chịu tắt. Trong lúc hoảng loạn cô vung tay khiến ngọn lửa lan ra khắp nơi. Khi khu rừng sắp bị ngọn lửa của Bloom thiêu rụi, Aisa chạy thể dục về đúng lúc đi ngang qua khu rừng, trùng hợp nhìn thấy Bloom đang hoảng loạn. Cô khuyên Bloom cố gắng bình tĩnh lại, không ngờ lúc này Bloom không thể bình tĩnh nổi. Cô hét lớn, Aisa, mau chạy đi. Bloom lập tức sử dụng một nguồn năng lượng cực lớn, ngọn lửa hung hãn như một con rắn bò về phía Aisa. Aisa cũng nhanh chóng ngồi xuống chống một tay xuống đất. Mặt đất lập tức tập hợp vô số các phân tử nước, cô ngẩng đầu nhìn ngọn lửa đang lao đến. Ngay sau đó ngọn lửa đã được dập tắt. Khói tan đi, tất cả mọi thứ bình thường trở lại. Bloom cũng nhận ra lỗi lầm của mình, cô đột nhiên nhớ ra hình như trong nhật ký có ghi về chuyện như thế này, vậy nên cô nghĩ mình có nên lén về nhà một chuyến hay không. Nhưng suy nghĩ này của cô bị bạn cùng phòng phát hiện, ngay lập tức cô gỡ chiếc nhẫn dịch chuyển của mình đưa cho Bloom và dạy cho Bloom cách sử dụng. Bloom cũng không nhiều lời, cô đeo nhẫn vào rồi tìm đến cánh cửa dịch chuyển. Chiếc nhẫn lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, mở cửa ra nơi này dường như là một thế giới khác. Sau đó cô đến nhà kho nhỏ của mình, đọc những dòng nhật ký trước kia cô từng viết. Đột nhiên cô nghe thấy ngoài cửa có tiếng động lạ, cô phát hiện một con quái vật hình người ở cách đó không xa. Trong lúc hoảng loạn, cô bất cẩn làm rớt mất chiếc nhẫn dịch chuyển. Do Bloom gây ra tiếng động nên con quái vật rất nhanh đã lao đến chỗ cô. Cô lập tức chui vào đường hầm, nhìn chiếc nhẫn dịch chuyển ở ngay trước mặt cô cố hết sức bò đến lấy. Không ngờ con quái vật vẫn bám giết theo cô, lần này cô càng cảm thấy sợ hơn. Bloom thấy chiếc nhẫn ở cách mình một sải tay nữa thôi nhưng cô với mãi vẫn không tới. Con quái vật không nghĩ nhiều như Bloom, nó nhảy xuống khiến Bloom văng ra xa. Bây giờ cô không còn tâm trí để ý đến cái nhẫn nữa, nhanh chóng chạy sang một đường hầm khác. Đúng lúc này cô gặp được hiệu trưởng, cuối cùng cô cũng được cứu rồi. Hiệu trưởng ra hiệu cho Bloom nhanh chóng rời đi. Khi Bloom chạy đến nơi an toàn, cô thấy con quái vật hình người khi gặp hiệu trưởng nó không khác gì một đứa trẻ. Chưa kịp bình tĩnh lại thì sau lưng Bloom có tiếng người truyền đến khiến cô giật nảy mình. Hóa ra các bạn lo lắng cho cô nên đã đến đây tìm cô. Chuyện này rất nhanh đã được lan truyền khắp các ngóc ngách ở trong trường. Phía nhà trường cũng rất coi trọng chuyện này, dù sao bọn họ cũng là những người bảo vệ cho mảnh đất này. Và con quái vật cũng không xa lạ gì với họ, nó xuất hiện ở đâu thì ở đó chắc chắn sẽ gặp tai nạn. Sau khi xong chuyện, phía nhà trường định đưa con quái vật đến nơi giam giữ. Nhiệm vụ này được giao cho thầy hiệu Phó Son. Nhưng không ngờ rằng có người đã ra tay thả con quái vật ra, tình hình trở nên vô cùng nguy cấp. Bên kia, cô bạn cùng phòng Stella biết Bloom là mất nhẫn của mình. Stella vô cùng tức giận. Phải biết rằng chiếc nhẫn đó đã bị quái vật lấy mất, và nó chính là một trong những bảo vật của Sonaria.
Thân phận của Stella cũng không hề đơn giản. Cô là con gái duy nhất của nữ hoàng Luna, là một cô công chúa thực sự. Bloom nhìn dáng vẻ của Stella, cô cảm thấy vô cùng chán ghét và cảm giác Stella diễn quá giỏi. Vậy nên các bạn của Bloom bắt đầu lên kế hoạch để tìm lại chiếc nhẫn. Đầu tiên bọn họ thử xuyên qua lá chắn phép thuật bảo vệ xung quanh trường, sau đó dùng khả năng cảm ứng để xác định phương hướng của con quái vật. Không ngờ Musa bỗng dưng cảm thấy đau đớn khôn cùng. Quay đầu lại nhìn thì u là trời, dưới đất toàn là xác chết. Terra nhanh chóng tập hợp mọi người lại, hóa ra những người bị thương đều là giáo viên và học sinh của trường. May mà Son kiên cường vẫn gắng gượng được đến lúc này. Nhưng lúc này hai mắt thầy đen như mực, vừa nhìn đã biết là máu của con quái vật đã xâm nhập vào não thầy. Musa dùng phép thuật để khiến thầy bình tĩnh lại, Terra khống chế thực vật để trói thầy lại. Bên này Bloom không được may mắn lắm, lần này cô phải đối diện với con quái vật hỏa thi. Cô đưa hai tay về trước, trong mắt cô xuất hiện ánh sáng màu đỏ. Một bức tường lửa dài lấp đầy khoảng cách giữa hai hàng cây, trong chốc lát hơi nóng khủng khiếp khiến cho không khí bị loãng đi. Hỏa thi dường như không biết đau là gì, nó nhanh chóng lao đến tấn công Bloom. Hóa ra Aisa đã đến, cả hai đều sợ muốn chết. Nếu Aisa đến muộn một chút chắc chắn Bloom sẽ chết. Sau khi giết chết hỏa thi thì bọn họ tìm được chiếc nhẫn trên người nó. Còn cô công chúa Stella đã trốn về trường từ lâu rồi. Cô nói với bạn trai cũ của mình là cô không cẩn thận bị lạc đường, vậy nên cô mới tách khỏi nhóm các bạn cùng phòng. Không lâu sau thì những người còn lại dìu thầy Son về trường. Thấy vậy mọi người lập tức bắt tay vào hành động, có người chạy đi tìm hiệu trưởng, có người nhanh chóng chuẩn bị điều chế thuốc giải. Dù sao sau khi bị hỏa thi cào bị thương, ngoại trừ chữa thương còn phải đối mặt với chuyện bị biến thành quái vật. Sau khi được mọi người cố gắng cứu chữa, hiện tại chỉ có thể kéo dài thời gian biến thành quái vật. Nếu muốn giải quyết tận gốc thì bắt buộc phải giết chết con quái vật đã tấn công thầy Son. Hiệu trưởng đến nơi nhìn thấy Son, cô cảm thấy an tâm hơn chút, vì dù sao thầy Son cũng đóng vai trò rất quan trọng trong trường. Cô lập tức tuyên dương nhóm học sinh. Không ngờ Stella biết tin này trước, cô một mình chiếm lấy tất cả vinh dự này, còn đe dọa các bạn cùng phòng là tự ý ra khỏi trường sẽ bị phạt. May mà cô nói giúp mọi người trước mặt hiệu trưởng nên chuyện này mới được bỏ qua. Một bên khác, khi hiệu trưởng vừa rời đi, Beatrix vẫn đứng yên ở đó. Biểu cảm trên mặt cô từ sợ hãi trở nên quỷ dị, sau đó hai tay cô xuất hiện những tia sét màu xanh, cô đi thẳng về phía cánh cửa bí mật. Hai anh chàng này trong bữa tiệc điên cuồng chuốc rượu cho các em khóa dưới, hàm ý của chuyện này không cần nói chắc chắn ai cũng biết. Không ngờ mắt của Bloom đột nhiên đỏ rực lên, ly rượu bỗng chốc cuộn lên như bị đun sôi, trong lòng cô nghĩ mấy trò mèo này hồi nhỏ cô chơi chán rồi. Lần này đến lượt con trai ném bóng, Aisa cũng không phải loại người hiền lành gì, cô định sử dụng phép thuật khiến cho quả bóng bay ra ngoài, không ngờ lại quá tay khiến những ly rượu bị đổ hết. Sau khi chơi xong, Sky nói chuyện với Bloom và vô tình phát hiện ra vấn đề. Bloom nói bố mẹ của cô đều là người phàm. Thế tại sao cô lại biết phép thuật, lẽ nào cô không phải con ruột của họ? Thấy Sky nói chuyện quá mất hứng, Bloom quay về phòng chuẩn bị tắm rửa rồi đi ngủ. Đang nói chuyện với Aisa bỗng dưng cô ngồi im lặng. Aisa quay đầu lại thì thấy hai mắt Bloom trợn ngược, cô nhìn chằm chằm về phía trước, những ký ức được chôn sâu trong não cô bỗng nhiên xuất hiện. Khung cảnh này hình như là ở bệnh viện, hơn nữa thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ em. Ánh sáng lóe qua, một người phụ nữ tóc trắng xuất hiện trong tầm mắt của cô và nói rằng, đã đến lúc rồi, mau đến tìm ta. Bloom khôi phục lại ý thức, hai mắt của cô cũng không còn trợn trắng nữa. Aisa thắc mắc không biết Bloom bị làm sao. Bloom dường như phát hiện ra thân phận thật sự của mình, cô lập tức kéo theo Aisa quay trở lại bữa tiệc. Lần này cô âm thầm lén đi vào căn phòng bí mật, chụp lại tất cả những bức hình ở trong đó. Sau một hồi tìm kiếm, cô thực sự đã tìm ra manh mối về Razzlin. Đúng lúc này Beatrix cũng tìm đến, hai người gặp nhau ở đây không phải chuyện ngẫu nhiên. Beatrix nhân lúc hiệu trưởng đi ra ngoài lén mở cửa căn phòng bí mật, chắc chắn cô đã tìm được manh mối ở đó. Ở trường mỗi học sinh đều có một bộ hồ sơ riêng, nhưng Bloom là trường hợp ngoại lệ, vậy nên Beatrix đoán có lẽ Bloom là đứa trẻ bị đánh cháo. Mà lúc này Bloom vẫn ngây thơ chưa biết gì về thân phận của mình, cô cầm tấm hình đi hỏi thăm khắp nơi. Nếu chuyện cô tìm thấy đồ trong phòng bí mật bị nhiều người biết đến, chắc chắn cô sẽ gặp họa lớn. Đó cũng là do bạn cùng phòng không có ý định làm hại cô. Aisa thấy Bloom nóng lòng như vậy, bèn khuyên cô đến tìm hiệu trưởng để hỏi cho ra lẽ. Mà lúc này Beatrix nhanh chóng đến tìm trợ lý của hiệu trưởng. Bloom không biết người trong bức hình là ai, nhưng những người khác ai cũng biết. Có lẽ trong căn phòng bí mật có chứa đáp án mà họ muốn biết, nhưng muốn vào trong phải phá bỏ lớp lá chắn ở bên ngoài căn phòng. Beatrix không muốn chờ thêm nữa, cô dùng năng lượng sét của mình nhấc trợ lý lên ném thẳng vào trong phòng. Tấm lá chắn bị phá bỏ, trợ lý của hiệu trưởng bị điện giật đến mức môi tái nhợt, người bốc khói. Khi Beatrix đi vào trong tầng hầm, cô phát hiện ra một căn phòng được bao bọc bởi những tia sấm sét. Cô muốn dùng phép thuật của mình để phá bỏ nó, nhưng cô vẫn chưa lĩnh ngộ được hoàn toàn năng lực của mình. Cô chưa bị giật chết ngay tại chỗ đã là may mắn lắm rồi, sau đó cô chỉ đành quay về. Đi ra bên ngoài, cô nhìn thấy trợ lý đang nằm dưới đất, một kế hoạch to gan bỗng nảy ra. Nếu như hiệu trưởng biết ai đã đi vào trong căn phòng bí mật, vậy người đó chắc chắn sẽ chịu họa sát thân. Vậy nên đã làm thì làm cho tới cùng, cô dùng phép thuật giết chết trợ lý của hiệu trưởng. Một bên khác, Bloom nghe theo lời của Aisa cầm tấm hình đến tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng không nhiều lời nói, người trong hình chính là Razzlin, là hiệu trưởng cũ của trường, phép thuật của bà đứng nhất đứng nhì trên đại lục này. Hiệu trưởng cũng chỉ nghĩ là Bloom tò mò nên mới hỏi, nhưng khi cô nói có lẽ cô là đứa bé bị đánh cháo, vẻ mặt của hiệu trưởng có chút thay đổi, vậy nên bà liền tìm cớ nói Bloom uống say rồi, đợi khi nào có thời gian sẽ nói chuyện tiếp.
Kết quả cô vẫn không chịu ngừng lại, cô nói luôn cho hiệu trưởng biết chuyện có người đưa những ký ức đó vào đầu cô. Bloom đúng là vô cùng ngây thơ, nếu như cô gặp phải một kẻ phản diện thì chắc chắn cô đã chết rồi. Sau khi gặp hiệu trưởng xong thì cô đến đàn tế để phát tiết sự tức giận trong lòng. Bởi vì cô ngây thơ tin rằng người trong ký ức đó chính là mẹ ruột của cô, nhưng hiệu trưởng nói người đó đã chết rồi, nó như một gáo nước lạnh xối vào ngọn lửa hy vọng vừa bừng cháy của Bloom. Sau khi phát tiết xong cô vô cùng buồn bã, giống như từ nhỏ đến lớn cô luôn phải sống trong những lời nói dối. Lúc này không biết Sky chui ở đâu ra, Bloom cũng nói cho anh biết chuyện cô là đứa trẻ bị đánh cháo. Nghe nói đứa trẻ bị đánh cháo là con của người có sức mạnh phi thường, nhưng bọn họ không muốn con của mình đi theo con đường của bố mẹ, vậy nên khi đứa bé vừa sinh ra họ đã đánh cháo với con của người bình thường. Nếu đứa trẻ không thể lớn lên thì thôi, nhưng chỉ cần đứa bé trưởng thành thì chắc chắn đó sẽ là một nhân vật không tầm thường. Bây giờ Bloom chỉ biết rằng mình là một đứa bé không cha không mẹ. Cô không biết rằng sau khi sức mạnh của cô bị đánh thức thì cô sẽ trở nên đáng sợ đến nhường nào. Đang nói chuyện thì cả hai người nghe thấy phía xa có tiếng gào thét của hỏa thi. Hai người to gan đi ra khỏi lá chắn bảo vệ của trường, không lâu sau họ đã đi đến nơi vừa có hỏa thi. Sky lập tức rút kiếm quay lưng lại với Bloom để phòng thủ. Lúc này thầy Son vẫn đang phải chiến đấu để không biến thành quái vật. Nếu như có thể giết chết hỏa thi đã tấn công thầy thì vết thương của thầy sẽ dần lành lại. Hỏa thi ở trên cây hai mắt đỏ như máu, nó vừa nhảy xuống đã xô ngã Bloom. Sky lập tức lao vào chiến đấu với nó, nhưng bây giờ anh vẫn chưa có đủ năng lực để chiến đấu một mình, mới đánh được vài chiêu đã bị chúng đòn ngã lăn ra đất. Vào thời khắc mấu chốt, một tia sáng chói mắt chiếu đến, may mà các bạn cùng phòng Bloom đến kịp. Terra dùng dây leo quấn lấy hỏa thi, khiến nó bị mắc kẹt một chỗ không thể nào động đậy. Lúc này cơ hội của Bloom tới rồi, một ngọn lửa đỏ rực lao thẳng về phía hỏa thi. Aisa lập tức điều khiển nước dập lửa, tạo thành khói che khuất tầm nhìn của hỏa thi. Sky thấy vậy lập tức xông đến vung kiếm đâm thật mạnh vào bụng hỏa thi, cuối cùng họ cũng thoát khỏi nguy hiểm. Mọi người thở dài một hơi thoải mái, họ lấy hết can đảm đến gần con quái vật hỏa thi để xem xét tình hình. Lúc này Musa lên tiếng cảnh báo rằng hỏa thi vẫn chưa chết hẳn. Vào thời khắc mấu chốt vẫn phải cần đến hiệu trưởng ra tay, lập tức khiến nó chết ngay tại chỗ. Cùng lúc đó vết thương của thầy Son đang dần lành lại, đây là một điều vô cùng đáng mừng. Hiệu trưởng lập tức quyết định trao thưởng cho các em học sinh, thuận tiện mời nữ hoàng đến tham gia. Bà vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc, chỉ búng nhẹ ngón tay đã khiến ánh sáng trong tòa nhà lập tức thay đổi, dường như trời sáng và tối chỉ cần bà búng tay là được. Trong bữa tiệc bà đã có một bài phát biểu hùng hồn, nhưng con gái bà Stella đứng ở dưới nghe lại cảm thấy không thoải mái. Quả nhiên sau bữa tiệc bà muốn đưa con gái mình về nước, vì bà cảm thấy cách dạy học của trường quá kém cỏi. Stella phản đối, cô còn nói ánh sáng của cô có thể làm mù mắt hỏa thi, cô cũng có thể sử dụng phép thuật để tạo ra ánh sáng rực rỡ như cầu vồng. Nữ hoàng nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của con gái mình có chút tức giận, sau đó bà tự mình làm mẫu cho con thấy thế nào là phép thuật của ánh sáng. Trong chớp mắt khung cảnh thay đổi, mọi người đang đứng trong rừng rậm. Nữ hoàng đột nhiên biến mất trước mắt mọi người, sau lưng Stella gió thổi ầm ầm. Lúc này cô bỗng trở nên nhỏ bé vô cùng, cô sợ hãi hét lên, mau dừng tay lại. Khi cô mở mắt ra thì ảo ảnh lúc nãy đã biến mất, phép thuật của cô so với mẹ không khác gì ba trò trẻ con. Cùng lúc đó nhóm Beatrix lại lẻn vào trong tầng hầm. Được Beatrix dẫn đường, bọn họ tìm ra một căn phòng bí mật khác. Chiếc bàn tròn giữa phòng dường như đang thể hiện một tấm bản đồ của nơi nào đó. Beatrix lập tức sử dụng tia sét, trong chốc lát cát trên bàn bỗng dưng sống lại. Đống cát tạo thành sơ đồ 3D của trường ở giữa không trung, sau đó nó không ngừng biến hóa tạo thành một nơi đồi núi chập trùng. Bloom không biết đó là đâu, còn Beatrix thì biết rõ. Nhưng bây giờ cô không có ý định nói cho Bloom biết sự thật, bởi vì lúc này cô chưa biết Bloom là bạn hay thù. Để chứng minh những suy đoán của mình, Beatrix bắt đầu nói chuyện với Bloom. Lúc đang nói chuyện thì điện thoại của Bloom không ngừng reo lên. Beatrix tạo ra một tia sét nhỏ chạy thẳng đến làm hỏng điện thoại. Nếu cứ tiếp tục kéo dài thời gian nói không chừng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Beatrix lập tức quyết định đưa Bloom đến nơi được giấu trên bản đồ cát. Trên đường đi cô nói cho Bloom biết nơi này có tên là Asterdale. Nếu như Bloom là đứa bé bị đánh cháo, thì rất có thể cô đã được sinh ra ở đây. Nhưng khi họ đến nơi, nơi này ngoại trừ có khung cảnh tươi đẹp thì không còn gì hết. Bloom nhìn xuống dưới đất đúng lúc thấy hai xương sọ người. Cô quay đầu lại nhìn thấy Beatrix đang cố gắng tích tụ sấm sét. Lẽ nào Beatrix muốn giết Bloom ở đây sao? Beatrix nói nơi này mới thực sự là Asterdale. Vậy vấn đề đặt ra ở đây là tại sao Beatrix biết lá chắn ánh sáng đó là phép thuật che mắt mọi người? Rõ ràng Bloom không nghiên cứu sâu vấn đề này, Beatrix lại nói nơi đây từng là một thị trấn sầm uất. Một ngày nọ thị trấn này bị hỏa thi tấn công, nữ hoàng lập tức hạ lệnh cho hiệu trưởng tấn công tàn sát nơi này, sau đó tạo thành một bức tường ánh sáng để che mắt mọi người. Beatrix nói cô được sinh ra tại đó và nếu không ngoài dự đoán thì Bloom cũng vậy. Đang định nói tiếp thì một mũi tên ép chiếc xe phải dừng lại. Nguy to rồi, khi bọn họ phản ứng kịp thì Beatrix lập tức mở cửa xe chạy trốn. Cô bị hiệu trưởng bắt được lập tức dùng còng tay để còng cô lại, Bloom đang định ngăn cản thì bị Son khống chế. Khi quay lại trường, Beatrix lập tức bị nhốt vào lồng và phải chịu giày vò. Đồng thời Bloom cũng nói cho các bạn cùng phòng biết những gì cô đã trải qua. Nghe xong bọn họ không thể tin nổi. Lẽ nào hiệu trưởng đã giết chết bố mẹ ruột của Bloom sao? Chú ý nhé, hình như trong mê cung có thứ gì đó. Một giây sau một con hỏa thi nhanh chóng lao về phía hai người họ.
Mắt của cô gái đỏ rực lên thì một quả cầu lửa lao thẳng về phía con quái vật, nhưng dường như lửa không làm gì được nó hết. Sky lập tức kéo Bloom lui lại phía sau. Hỏa thi nhảy lên trên không trung rồi đột nhiên biến thành tro bụi, sau đó nó biến thành một chiếc hộp ma thuật. Hóa ra đây chỉ là một bài kiểm tra. Tương truyền trong tộc tiên có một nhóm quái vật vô cùng đáng sợ, bọn họ chuyên ăn thịt các tiên nữ. Các tiên nữ có sức tấn công rất mạnh nhưng thân thể của họ lại yếu ớt, do đó các hiệp sĩ xuất hiện. Họ luyện tập ngày đêm để rèn luyện thân thể, nhiệm vụ chủ yếu của họ là lên chiến trường giết địch. Đúng vào lúc này có tin từ chiến trường truyền đến, hình như hỏa thi đã tập hợp một số lượng lớn. Hiệu trưởng cần phải lập tức nhờ nữ hoàng cứu viện. Một bên khác Bloom nhớ đến Beatrix. Do thân thế của cô đến giờ vẫn là một câu hỏi lớn, và dường như chỉ có Beatrix mới là chìa khóa để giải đáp câu hỏi đó. Bloom đi vào phòng giam, cô không thể ngờ rằng Beatrix bị giày vò thảm đến thế. Sau khi gặp nhau hai người không nhiều lời. Beatrix nói nếu Bloom muốn biết sự thật về thân phận của mình, thì cô bắt buộc phải tìm cách thả Beatrix ra. Bloom sảng khoái đồng ý. Cô nhờ bạn bè kiếm giúp mình một cuốn sách phép thuật, bên trong kẹp một đường tròn kim loại. Chỉ cần nạp năng lượng cho nó thì Beatrix sẽ có thể cởi bỏ còng tay. Chuyện không thể đợi lâu nên Bloom đặt đường tròn vào trong trận pháp. Trong chốc lát các nguyên tố xung quanh sẽ tập trung vào trong bảo thạch. Bây giờ chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Trong trường các hiệp sĩ ở biên quan đang điều trị vết thương, đúng lúc nhận được cuộc gọi video từ đồng đội. Biểu cảm của nữ hiệp sĩ vô cùng đau khổ, những người khác lập tức vây quanh xem. Thông qua video bọn họ có thể nhìn thấy đám hỏa thi ở cách đó không xa. Anh chàng hiệp sĩ lớn giọng hét lên, trùng hợp tiếng động thu hút sự chú ý của đám hỏa thi. Cô lập tức đứng dậy chạy, mọi người càng nhìn càng cảm thấy lo. Chưa chạy được mấy bước cô đã bị đám hỏa thi xé xác. Bên kia vẫn chưa tắt điện thoại, một lúc sau hết con hỏa thi này đến con hỏa thi khác lướt qua màn hình. Son nói chuyện này cho hiệu trưởng biết, đúng lúc Bloom cũng đến phòng gặp hiệu trưởng, muốn biết những gì Beatrix nói có đúng không. Nhưng bây giờ bà không rảnh để lo cho Bloom, bà chỉ nói qua loa cho cô biết, người phụ nữ trong trí nhớ của cô không phải mẹ cô, là bà ta đã tự tay hủy hoại cả Asterdale. Những chuyện khác sau khi xử lý đám hỏa thi xong sẽ nói cho cô biết sự thật. Son lại đi đến nhắc nhở hiệu trưởng đã đến lúc phải lên đường rồi. Dường như sau chuyện này Bloom đã hạ quyết tâm làm điều gì đó, vậy nên cô đưa đường tròn đã nạp đầy năng lượng cho Beatrix. Cứ như vậy Beatrix thành công thoát khỏi phòng giam. Sau đó Bloom và các bạn cùng phòng lại đi đến phòng của hiệu trưởng, bọn họ cũng đau đầu nhìn tấm lá chắn bên ngoài căn phòng. Không ngờ lúc này Stella lén quay về, cô đẩy Beatrix vào trong căn phòng. Thấy cô bị sét giật đến mức miệng phun khói, mọi người hà lòng hà dạ đi vào trong. Không lâu sau, Bloom tìm thấy cái thùng bao quanh bởi những tia sét trong ký ức của mình. Người phụ nữ trong đó hướng dẫn cho Bloom đánh thức thiên phú của mình, sau đó cô giơ tay ra dùng lửa để phá bỏ phong ấn, trên mặt còn lộ vẻ đắc ý. Nhưng không ngờ rằng Aisa đã phản bội bạn bè, cô lén báo với hiệu trưởng để hiệu trưởng về bắt quả tang. Mọi người thấy thế cạn lời không biết phải làm sao. Khi hiệu trưởng đi vào trong căn phòng bí mật, chỉ nhìn thấy dấu vết ngọn lửa đốt cháy những tia sét. Bóng dáng của hiệu trưởng cũ đã biến mất, bởi vì lúc này bà và Bloom đã đi đến đài tế. Razzlin sẽ khôi phục phép thuật của mình ở đây, đồng thời bà nói cho Bloom biết những người ở Asterdale đều là phù thủy, bọn họ có được phép thuật hắc ám nhờ vào việc hiến tế người sống. Mà ngày hỏa thi tấn công cũng không phải trùng hợp, bọn chúng cảm nhận được sức mạnh của Bloom và muốn tấn công cô, đó là lý do khiến nữ hoàng hạ lệnh tiêu diệt cả Asterdale. Mà bà bị giam cầm là do hiệu trưởng phát hiện ra bà là phần tử hiếu chiến, chỉ cần phát hiện hỏa thi sẽ tiêu diệt hết khu vực đó, chỉ cần giết được hỏa thi không cần quan tâm đến người khác sống chết thế nào. Bloom có chút hoảng sợ, nói một hồi cuối cùng cô lại lỡ tay cứu một kẻ phản diện. Lúc này Razzlin cũng đã hấp thụ hết ma lực, và cũng vì vậy khiến cho tấm lá chắn bảo vệ trường biến mất. Không lâu sau đám hỏa thi sẽ xông vào trong trường tàn sát khắp nơi, hiệu trưởng bắt đầu triệu tập mọi người và hướng dẫn họ tự bảo vệ mình, chỉ cần kiên trì một ngày lúc đó đội quân cứu viện sẽ đến. Bloom cũng biết mình đã gây họa lớn, cô muốn đánh thức hoàn toàn năng lực của mình, để giúp trường vượt qua mối nguy hiểm này. Đừng trông mặt mà bắt hình dong, cô gái này có thể khống chế được mọi thứ có nước. Nước dâng lên lập tức bao quanh cô gái, trong chớp mắt bão táp nổi lên nước cuồn cuộn sông thẳng lên trời. Cô gái đứng giữa nhắm chặt hai mắt, khi cô mở mắt ra, thì trong mắt phát ra ánh sáng đỏ chói khiến người ta phải khiếp sợ. Sau đó cô chậm chậm bay lên, nổi lềnh bềnh giữa dòng nước đang không ngừng xoay vòng. Ngọn lửa đáng sợ bao quanh cơ thể cô, lúc này thiên phú của cô đã thực sự được đánh thức. Đôi cánh bằng lửa sau lưng cô sinh động như thật. Khi cô nhìn về đám hỏa thi phía trước thì trên mặt lộ rõ vẻ khinh bỉ, đôi cánh lửa giữa màn đêm bỗng trở nên thu hút đến lạ. Hỏa thi đột nhiên lao đến tấn công cô ném ra một quả cầu lửa khiến nó chết ngay tại chỗ. Một con khác bị sợi roi lửa của cô đánh trúng, con quái vật bị lửa đốt liên tục kêu lên thảm thiết, không lâu sau nó liền ngã gục xuống thành một đống than. Đôi cánh lửa ẩn đi, dưới đất toàn là xác hỏa thi bị thiêu đốt, cuối cùng thì trường cũng không còn gặp nguy hiểm nữa. Chuyện này cuối cùng cũng khép lại. Nhưng cô không biết rằng vẫn còn một người đang ngao du khắp nơi trong trường, bà chính là hiệu trưởng cũ Razzlin. Sau đó ban giám hiệu nhà trường cũng nhìn thấy kiệt tác của Bloom, lập tức cho học sinh nghỉ phép dài hạn. Bloom đưa các bạn về nhà, căn biệt thự màu trắng lúc này trở nên vô cùng hạnh phúc. Bloom nói cho bố mẹ biết thân phận thật sự của mình, đồng thời còn thể hiện cho họ xem năng lực phép thuật của mình. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn cô bé trước mắt, công ơn mười mấy năm nuôi dưỡng, lập tức phá bỏ rào cản về thân phận giữa gia đình họ. Ở trường có sự thay đổi lớn, nữ hoàng mang theo binh lính của Sonaria đến trường. Hóa ra bọn họ đến đây không phải để tiếp viện. Nữ hoàng đi xuống xe lập tức khép Son vào tội ám sát không thành.
Son ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông từ trên xe bước xuống, anh bỗng nhiên hiểu ra. Hóa ra trước kia Son muốn ngăn cản Razorlin nên đã chiến đấu với người đàn ông này, sau đó anh không cẩn thận giết chết anh ta. Bây giờ anh ta xuất hiện không khác nào sét đánh giữa trời quang, xem ra đây là một âm mưu đảo chính đã được ấp ủ từ lâu. Sau đó Razorlin đến gặp hiệu trưởng. Hai người vốn là thầy trò nhưng không cùng quan điểm, nên hiệu trưởng đã phong ấn Razorlin. Bây giờ oán hận tích tụ nhưng Razorlin không ra tay giết người, mà hy vọng hiệu trưởng giao quyền điều hành trường cho bà. Hiệu trưởng lập tức vạch trần kế hoạch của Razorlin, một khi để bà cầm quyền thì trường sẽ trở thành nơi đào tạo những cỗ máy giết chóc. Nếu không nói chuyện được thì đành phải ra tay. Không ngờ Razorlin khống chế hiệu trưởng từ phía sau, bà không thèm để ý đến tình thầy trò mấy trăm năm. Nhóm Lung cũng kết thúc kỳ nghỉ quay về trường, trên đường họ cười nói vui vẻ. Nhưng khi đến trường thứ chào đón họ là thế lực của Razorlin. Mọi người thấy vậy ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ. Welcome back, ladies. Bộ phim đến đây là kết thúc. Bộ phim này có tên là Fate: The Wind Saga. Câu hỏi của bộ phim, các bạn thích phép thuật của tiên nữ nào nhất? Hãy gửi câu trả lời ở dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.